bắt tàu cho khách. Đây là con tàu nha cả nhà. Dài tàu tàu nha. Đó, con tàu là nó chụp nha cả nhà. Đó, tàu nha. Ok. Rồi giờ rửa phát là đường mà đẹp mê hồn luôn, bán 55 chứ không bán 48 nữa. Không. Chào cả nhà buổi trưa nha. Giờ là đầu giờ chiều rồi. Bên em giao chiếc xe Yamaha S200 cho khách hàng. Trời nắng quá cả nhà. Yamaha S200 con đẹp nhất nha mọi người. Giờ được giao cho anh khách. Thuốc nha. Yamaha F200 này nè. Gài hết rồi. Gài số gài thắng hết rồi mà. An tâm. Bên em còn nhiều hàng hóa nha, còn cần cứ liên hệ. Rồi em xin chào, xin chào cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi kênh của em. Rồi em xin chào.